Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay nhà em mới về được một tạ ớt này các bác. Em quay video giới thiệu cho tất cả các bác cùng xem nhé. Ai có nhu cầu mua hàng thì các bác có thể nhắn tin vào hoặc là gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại đây ạ. Số điện thoại đặt hàng của bên em này, Sóc Long Hợi 0975275636 hoặc số điện thoại 0942453417. Địa chỉ của em ở Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội. Có ship hàng toàn quốc. Bác nào ở gần mời các bác qua địa chỉ cửa hàng xem mua trực tiếp nhé. Đây, hôm nay về được khoảng một tạ ốc các bác. Toàn bộ là hàng ốc tháo máy. Đây, chủ yếu nó sẽ là ốc lục giác nha các bác. Và một số các phụ kiện linh tinh đi kèm bên này. Đấy. Cái này thì nó lộn xộn, bên em nó không có lựa chọn ốc nha các bác. Cái này sẽ xúc lộn xộn như này. Cái này thì chuyến này ốc đẹp, không có bị gì đâu ạ. Giá thì là 45.000 một kg. Hôm nay các bác nào mua 5kg thì sẽ được miễn ship nhé. Còn nếu mà mua các cái đơn nhỏ thì đã ship toàn quốc sẽ là 30.000. Lưu ý giúp em là bên em không có chọn ốc, các bác thông cảm nhé. Tại vì nếu mà giờ mà chọn ý, thì nó sẽ rất là lâu, mất thời gian. Nên là em xin phép là sẽ xúc ngang như này. Theo quan sát thì hiện tại ốc, cái lô này nó sẽ là từ ốc 8 quay về nha các bác. Đây, thỉnh thoảng nó có con ốc 10 này thì bác nào không thích ốc to mà ốc 10 này thì em sẽ bỏ ra nhé. Đấy. Ốc chuyến này nó đều và đẹp lắm các bác, nó không có bị gì đâu. Loại này là 45.000 một kg. Còn nếu mà để mà chọn ốc ý, thì mời các bác qua địa chỉ của hàng. Các bác muốn chọn ngắn chọn dài thì là tùy thích, bên em sẽ vẫn tính tiền như vậy thôi. Còn để mà bán online bán mà cân như này thì em sẽ cân ký nhá. 45.000 một kg. Ốc đẹp đảm bảo các bác nhận hàng ưng ý luôn nha. Đấy, bác nào có nhu cầu mua hàng thì alo hoặc là nhắn tin trực tiếp cho em theo hai số điện thoại em có ghim sẵn ở dưới phần mô tả của video nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo.